Thư TV chào cả nhà. Trong video này, mình sẽ giới thiệu với cả nhà về một quán mì chay gần 50 năm tuổi tại thành phố Biên Hòa. Quán mì chay này nằm trong con hẻm số 297 ở phía bên phải của đường Phan Đình Phùng, rất là gần với tiệm vịt quay Hạnh Phước. Đây là một con hẻm nhỏ, bề ngang chỉ khoảng 1 mét. Từ đầu hẻm vô đến quán chỉ khoảng 10 mét. Quán này cũng nằm ở phía bên tay phải, do một ông chú 70 tuổi làm chủ luôn đầu bếp của quán đó các bạn. Hôm qua là tối ngày mùng 6 Tết và có rất là đông khách đến ăn mì chay, khiến cho ông chú vô cùng tất bật. Nào là nấu mì kim luôn bưng bê, nhưng mà nhìn chú rất là vui và khỏe mạnh, y như là một thanh niên vậy đó. Tối hôm qua hai vợ chồng của mình order 2 tô mì chay. Một tô chỉ 30 cành, nhưng mà theo mình á là mì chay rất là vừa miệng của mình và rất là ngon. Tô hủ tiếu mì chay vừa có nấm, vừa có cà rốt, vừa có đậu hũ kia chiên. Sợi mì vàng thì vừa nhỏ vừa mềm, rất là đúng gu của mình luôn á cả nhà. Ngoài ra nha, quán mì chay này còn có cả bún gạo và bún riêu chay nữa. Mà cả nhà có tin không, đây là lần thứ 2 mình đến quán, còn lần thứ nhất là cách đây khoảng hơn 20 năm á. Thời đó mình chỉ mới ngoài 20 tuổi và một tô mì thì hình như có giá chưa đến 15 ngàn đâu. Sau hai vợ chồng mình thì còn có 3 nhóm khách, một nhóm là 10 người, còn hai nhóm kia thì mỗi nhóm là 2 người. Ông chú có nói với mình á, là ông không có nhớ là quán đã mở bao nhiêu năm, nhưng mà ông bắt đầu ông bán từ lúc ông chỉ mười mấy tuổi, còn bây giờ thì chú đã 70 tuổi. Còn đây là lần đầu tiên mà chồng của mình được ăn mì chay và ăn tại quán này, cho nên nhìn ảnh ăn rất là ngon lành và rất là ngon miệng. Hôm nay mình không có dặn chồng mình là quay phim, vậy mà tới lúc thấy mình cầm máy quay thì cũng giơ hai ngón tay lên ra hiệu là mì ngon lắm. Theo mình thì trên đời này á, chuyện gì cũng có một cái duyên hết. Ngay cả việc ăn mì chay tại quán này cũng là một cái duyên. Cái duyên là ngày hôm qua tự dưng hai vợ chồng của mình tìm đến quán mì này sau một buổi tranh luận cực kỳ gắt gỏng. Cũng may là sau đó là có dịp ăn món chay để trong lòng của hai vợ chồng thanh tịnh hơn. Mà kiểu này thì mai mốt chắc một tháng vợ chồng mình phải ghé mấy lần á, để được mấy lần thanh tịnh. Vả lại một tô mì chỉ có 30k hà, thực sự là không có quá đắt đỏ đâu. Đối diện xéo xéo cái quán mì với cả nhà là một ngôi nhà nhỏ nhỏ, có một bác gái cũng nhỏ người. Bác này bán nha đam với lại xăm lạnh, một chai chỉ có 10k. Cho nên sau khi ăn mì thì nhớ gọi thêm một chai nha đam uống vô để cho lòng mát mẻ. Coi hết video này, nếu như mà bạn nào ở Biên Hòa thì nhớ ghé quán mì chay này tại hẻm 297 gần quán vịt quay Hạnh Phước để mà ăn mì chay nha. Quán này bán gần 50 năm nên...